Hello, hello tất cả quý vị, anh chị và các bạn và cô chú đã quay trở lại chương trình của tin tức người nổi tiếng. Hôm nay chúng ta một cái chủ đề đó là ông sư áo vàng đã lừa một cái căn nhà. Đã lừa căn nhà cũng như thế nào và Gia Nguyễn đã bị ông sư áo vàng lừa một căn nhà. Ông áo vàng ông nói với Gia Nguyễn á, nếu mà không mua cho Kim Ngân được căn nhà thì tôi sẽ cạo đầu. Thật quả quý vị thấy không? Và ông đã cạo thật sự và trốn chạy xa bay. Bây giờ thì Gia Nguyễn quý vị cũng tức anh ách đó quý vị, thật sự là cũng rất là tức anh ách đó quý vị. Tại sao bị ông áo vàng này ông lừa một cách mà phải là trắng trợn luôn. Sự thật thì chúng ta cũng biết rằng đó, là những cái thời gian qua thì Thúy Nga đã ra sức giúp đỡ ha quý vị, giúp đỡ Kim Ngân, đưa Kim Ngân, muốn Kim Ngân trở lại với cái thời hoàng kim của mình, muốn Kim Ngân trở lại với cuộc sống là trước đây của mình, đó, từ bỏ tất cả. Tuy nhiên rằng là có một cái sự sân si, không phải là sân si đâu quý vị, nói thẳng là tham lam, tham thì thâm đó, trong Phật thì người ta cũng có từ tham đó quý vị. Tham là gì đúng không quý vị? Tham sân si thì nó đủ hết, đủ trò hết. Hôm nay chúng ta tại sao chúng ta biết được cái vấn đề là ông áo vàng đã lừa Gia Nguyễn một căn nhà? Thực ra có gì đâu, không biết, chính ông áo vàng thủ thỉ với Gia Nguyễn á, mày đưa bà Kim Ngân về đi, đưa Kim Ngân tìm mọi cách đưa về đi đó, ta sẽ mua cho mày căn nhà đó, ta sẽ mua cho mày căn nhà, nếu mà không mua cho Kim Ngân căn nhà đó thì ta sẽ cạo đầu. Thì quý vị cũng thấy rồi, ông cạo đầu rồi quý vị, cạo trước luôn rồi đó. Đây nói chung là một cái áo thì không thể nào mà làm nên một người thầy tu. Tuy nhiên rằng là hôm nay là chúng ta cũng không thể bàn sâu xa, rất là nhiều người nói về cái vấn đề mà thầy này thầy kia. Thực sự thì ông này có là thầy có là tu hay không thì mình cũng không biết, nhưng mà bản thân ông á thấy không còn, có nghĩa là bản thân ông là thấy không có tiền. Tiền đâu mà mua, bản thân ông còn phải đi lang thang ở nơi này nơi kia, gạt hết người này tới người kia. Bản thân Gia Nguyễn bị ông gạt rõ ràng à, nghe ông áo vàng nói mua cho căn nhà, đây là bắt đầu ha, đá động à, nói Thúy Nga này nọ đó, đã thấy không quý vị, cái lòng tham ha. Đấy, tham cả đám luôn, cuối cùng là bị ông áo vàng ông lừa một cách rõ ràng luôn. Trước đây thì không có nói gì hết, sau khi mà ông áo vàng ông thấy, có nghĩa là ông thấy được cái món hời, ông nghe là trên đồn đại, ông có thực sự ông áo vàng ông cũng bị lừa, ông lừa tính những cái tin giả. Ờ, tính những cái tin giả người ta đồn đại bài Thúy Nga là làm ít nhất Mạnh Thường Quân giúp đỡ là 60.000 đô ha, rồi tiền YouTube này nọ nữa đó, thế là bắt đầu vô liếng. Mình nghĩ là mình ngon ăn ha, nghĩ là Kim Ngân này ngon ăn nè, mình mua nhà mua đồ, cái là mình gom được tiền của Mạnh Thường Quân, thủ thỉ vô tay của Gia Nguyễn đó. Gia Nguyễn nó cuối cùng là bị ông áo vàng này lừa. Thực sự cái cú lừa này cũng tốt rồi đó, lừa này tốt thôi, vì bản thân của ổng là cũng không mua cái nhà nổi cho Kim Ngân đó, mà thực tế là cũng không mua, không cần mua nếu không có tiền. Ông có tiền thì ông có thể làm những cái việc khác. Tại sao chúng ta cũng hiểu rằng là Kim Ngân hay như thế nào cũng quay vòng 360 độ khi mà Thúy Nga đã đưa Kim Ngân gần như là những cái điều kiện tốt nhất cho cuộc sống tốt nhất, sống trong cái thời hoàng kim là 3 tháng, thế nhưng mà Kim Ngân đã quay 100 bộ phim Lật Mặt của Lý Hải đó quý vị biết không? Đây là bộ phim Lật Mặt của Gia Cầm ha, Gia Nguyễn đó quý vị. Thế nên là hôm nay em nói chuyện thì nó cũng hơi mạnh miệng chút xíu, em nói nó cũng hơi là dữ dằn chút xíu thôi quý vị ha. Nhưng mà cũng là mục đích của chúng ta là phân tích cái câu chuyện mà ông thầy tu này ông có đủ tiền để mua, ông đủ tiền để mua nhà cho Kim Ngân không? Tất nhiên là quý vị cũng biết là những người ở bên Mỹ á, để mua được nhà á, thì nó là thủ tục như nào, mua tất cả đều trả góp hết đúng không quý vị? Tự nhiên đang ở cái nhà thuê kia là 800 đô một tháng, bây giờ mua đi ra mua nhà này á thì phải trả 1.200, 1.300, 1.400 rồi hóa đơn này hóa đơn kia, rồi phải giấy tờ này giấy tờ kia, nhưng mà nếu không đứng được cái giấy tờ thì đứng cái tên nhà cho ổng. Đấy, một cái sự lừa ha. Ông nghĩ là ông có 80.000 đô ông bỏ ra, Gia Nguyễn nghe mừng quá mà mừng rồi hết lớn, thấy không quý vị? Nên là đã một cái bài Lật Mặt với Thúy Nga. Kim Ngân cũng vậy, nên mình không nói về Kim Ngân, mình nói là Gia Nguyễn rằng là muốn tất cả mọi thứ thuộc về bên Gia Nguyễn. Tại vì nghe ông áo vàng nói ngon lành quá, cái lúc mà mọi người có thấy rằng lúc Thúy Nga bay show á, mà ở trên một cái kênh YouTube của mấy bạn
bên cái phe của Giang Nguyễn đó quý vị. Cái cuộc chiến này nó có hai bên mà đáng lẽ nó có kết thúc rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng phân tích, tại vì một số thành phần á, cái kênh YouTube thì một số thành phần của bên đó cứ vào tạo đích ảo rồi vào cứ đấu đá rồi chửi sum lâm hết á, chửi tùm lâm hết á. Thì vì quý vị là mình cũng không muốn khui ra, mình tự nhiên mình nói cho họ tắt đài luôn, mình nói cho họ tắt đài luôn. Đó là bây giờ là nội bộ nó mâu thuẫn lẫn nhau. Thực tế như quý vị cũng thấy rồi, ông áo vàng bỏ chạy mất dép rồi, Gia Nguyễn bây giờ bất lực, thấy không, bị mũi cú lừa mà không ngờ luôn đó. Nghĩ rằng ông cái nội ông áo vàng này nó, tôi nói thẳng luôn, ổng á mà hồi xưa chắc khả năng chém gió thượng thừa của ông chém cũng dữ lắm, ông nổ banh ta lông nổ đó, nổ ra. Bây giờ không mua được căn nhà này, tôi cũng tìm mọi cách tôi mua cho Kim Ngân căn nhà khác thôi đó. Anh Gia Nghĩa nghe đã quá mà đọc cái mẫu này là về có quy đây, về tôi kéo ông áo vàng này về dưới Kim Ngân đây là có quy đây, mua được căn nhà rồi ngon lành, không mua được căn này cũng mua căn kia, thấy không? Thấy không, phê không quý vị, để thấy lấy lay lê mà quý vị biết không. Thực sự á thì nói thẳng ra luôn á, nếu mà Mạnh Thường Quân á không giúp đỡ thì tiền đâu mà trả tiền hóa đơn điện, tiền nước, tiền thuế hàng năm đó. Mạnh Thường Quân dừng lại là phải rồi đó, quý vị cũng thấy đúng không, để cho ông áo vàng ông tự ông trả ông làm. Thực ra ông áo vàng ông nghĩ rằng ông đứng ông kêu gọi được gì, người ta giúp đỡ Kim Ngân là tại vì á, là Thúy Nga đồng hành, người ta chung tay với Kim Ngân, chứ ông áo vàng ổng là ai, có lê quê chắc vài đệ tử, thí dụ như ổng có 100 mấy chục đệ tử, vài đệ tử nó nhắn thầy làm đi, thầy mua nhà cho Kim Ngân đi, con ủng hộ thầy, cũng kêu gọi con doanh nghiệp mạnh lớn. Trời ơi, bản thân chắc ông áo vàng cũng bị mấy đệ tử nào nó lừa đấy, nó dụ ha. Lừa ở đây là lừa trên cái miệng lời, lừa ở đây là lừa lời nói, lừa có thể là lừa một cách rửa tiền nào đó, mà tiền đâu ông mua quý vị thấy không. Thế là Gia Nguyễn của Chân Hửng bây giờ nó bất lực rồi. Nó một cái bài học mà phải nói rằng là Gia Nguyễn bị bất lực rồi. Bây giờ bao nhiêu người chửi, bao nhiêu người đánh, bao nhiêu cái lời mà phải nói rằng là không còn gì để nói hết, nói trên cộng đồng mạng và nó cả vô cả Facebook của Gia Nguyễn luôn nói. Rồi có một người mà ở trong có một em gái mà họ vô trong cái Facebook của Gia Nguyễn á, nói một cái bài mà nó là cực kỳ hay, để mình mở cho quý vị nghe, là mình mở cho mình đọc lại cho quý vị, hay lắm, hay phải nói rằng là mình đọc mà thấy trời ơi em nhỏ này nói hay nè. Có nghĩa là nó hỏi Gia Nguyễn luôn, là anh mặc cái váy size gì đó, anh mặc cái váy size gì để em gửi cho anh. Đấy, anh Gia Nguyễn đó đó. Đấy, câu đó là mình ấn tượng nhất, vì thực sự thì còn phải phân tích những cái chuyện mà Thúy Nga làm, hay Thúy Nga mà làm cho Kim Ngân đồ đó quý vị, thì cái đó ai cũng biết rất là rõ rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này thật sự á là hay, em gái này hay, like. Tại em gái này nói dạo này cũng dịch bệnh cũng ế quá mà bán váy nó còn dư rất là nhiều, mà không biết cái size nào hết, hỏi anh Gia Nguyễn anh mặc cái size nào gửi cho anh cho nó hợp lý, chứ giờ anh mặc XL mà gửi cho anh size S là cũng banh tô. Nhưng mà cái váy của anh Gia Nguyễn mặc là em bảo đảm là size XXL. À, thực sự á, ông vàng á là ông đánh lừa Gia Nguyễn, ông lừa nghe Gia Nguyễn nghe ông Gia Vàng này ông nói hay quá, trời ơi mày yên tâm đi, tao kéo bà Kim Ngân về, tao kêu mấy đệ tử tao mẫu thằng 10 ngàn, nó nói mày hàng tháng nó góp vô đồ nuôi Kim Ngân, nó tụng mình chia nhau phì ha, nghi phỉ bao quá vậy đấy. Mà thật sự ông Gia Vàng thấy cũng không ăn được, thực sự ông cũng đâu ăn được đồng tiền của cộng đồng mạng đâu, dễ gì người cộng đồng mạng thời đại bây giờ hiểu chuyện hết. Mà cũng mấy anh chị ở bên Mỹ, mấy bạc điệt, mấy bạn mà rảnh kêu rảnh cũng giống mình thì cái việc mà làm truyền thông là cái việc mà nói mà để cái miệng nó dính lại cái nói dữ quá quý vị. Thế là cái việc mà làm truyền thông chúng ta chấp nhận là hai chiều, cái chuyện đương nhiên rồi đấy, đương nhiên rồi quý vị. Chúng ta tâm sự cái mùa này, chứ thực sự cái drama cái câu chuyện này nó cũng ra thấy nó lùm xùm hết. Tuy nhiên rằng là bây giờ ông áo vàng á là ông thấy không ăn được, cộng đồng mạng ông rút lui, thực sự là định là thả con tép bắt con tôm, nhưng mà giờ con tôm này cũng không có ha, con tôm cũng không có bốn đuôi nhảy ngoe, nên là cũng ôm xô rồi bỏ chạy qua Las Vegas rồi. Hôm qua một số anh em YouTuber đi tìm ổng hẹn có gì gọi lên Las Vegas rồi gọi tôi, mà gọi giờ vậy gọi gì nữa, gọi
ông cuốn chạy sao bay rồi gọi gì nữa đó. Còn Giang Nguyễn thì luôn luôn cả ngày bấm điện thoại gọi cho ông Áo Vàng, ông ở đâu ông hứa mua nhà mà giờ ông ở đâu rồi ông ơi, rồi kéo về đấy. Nói không quý vị, thật sự gia đình của Giang Nguyễn bị ông Áo Vàng chơi một vố gọi là trớt quốc. Trớt quốc, cái từ này tôi nói thiệt, tôi nói mà tôi mắc cười quá. Cái từ này bình dân thiệt, đúng trớt quốc luôn á. Tôi không có ngầu trớt quốc thiệt. Rồi hứa mua nhà, bây giờ nhà đâu? Nhưng mà thực tự tiền đâu ông mua? Mà tiền đâu ông mua? Nhưng mà nếu như bản thân của ông bây giờ đang trong nội bộ, đang rối ren rồi, ông cũng không cần phải mua. Ông mua làm chi? Đúng không? Ông mua cho làm chi? Mua cho người Kim Ngân này mua làm chi nữa? Bây giờ Kim Ngân mà sự thật là mọi người cũng biết rồi, Kim Ngân như thế nào rồi thì mua làm chi nữa? Bây giờ ông cao chạy sao bay rồi, nên á cũng tội nghiệp Gia Nguyễn, nói đi nói lại cũng tội, bởi nó là nạn nhân, nó quý vị, nó nạn nhân, bản thân bây giờ nó đang tội nghiệp. Hồi xưa thì lỡ ném cục đá rồi, bây giờ phải ném theo, phải đeo theo, người ta gọi là lỡ trèo lên cột rồi đó quý vị ha, lỡ ném lao là phải theo lao, đúng không? Đó, bây giờ cuối cùng bây giờ mèo vẫn hò mèo, máng lợn là vẫn máng lợn thôi, vẫn quay về chúng cũ là quay về chúng cũ thôi. Đấy, cộng đồng mạng họ chửi banh tô, rồi bây giờ công việc business thì công việc thì giờ đó ai cũng thấy mắc cười. Đấy, cả Kim Ngân thì quý vị, Kim Ngân thì khỏi nói rồi, khỏi nói là bây giờ quý vị cũng biết rồi. Em thì em phân tích Kim Ngân như thế nào, đầu tiên là cách đây là cũng 3-4 tháng em cũng nói rồi. Nhưng mà tại sự việc nó đụng chạm thôi thì mình cũng thấy ở chị Thúy Nga chỉ làm được chỉ làm. Nhưng mà mình cũng từng đã nhắn nhủ rồi chứ không phải từng không từng nhắn nhủ, không nhắn nhủ. À, rất là nhiều anh chị em mà khán giả cũng họ cũng đã nhắn nhủ cho Thúy Nga. À, tuy nhiên rằng á cái nhắn nhủ nhưng mà cũng mong muốn là Thúy Nga sẽ làm cái điều tốt nhất có thể, tốt nhất có thể, tại mọi người là mọi người thương Thúy Nga, thương Thúy Nga quý vị, thương Thúy Nga chứ còn biết, quý vị biết rồi, những người á nói quý vị luôn, những người mà chơi kẹo á là họ thích ăn đồ ngọt á, quý vị thấy không, thấy có những clip mà hay hút rồi xong rồi cầm viên kẹo múc không quý vị, múc á quý vị biết không, thì quý vị có thể coi lại đó. Thực sự á, nói nãy giờ là cái câu chuyện cũng như cái tiêu đề mình đưa ra, mỗi người có mỗi quan điểm, chưa chắc thì mình đúng, mình là chỉ mình nói cái quan điểm của mình, thực tế như thế nào nói thì mình tất nhiên mình nói là mình phải cho là mình đúng, nhưng đối với các bạn chưa chắc gì mình đúng, nhưng khi mình phát biểu một ý kiến là mình phải nghĩ rằng là mình đúng, và mình đúng mình cũng tìm hiểu rất là nhiều thứ. Tuy nhiên cái câu thâm thứ nhất hôm nay là Gia Nguyễn đã bị ông Áo Vàng lừa thật sự. Đấy, bây giờ mọi người thấy ai là nạn nhân trong cuộc chơi này, có phải Gia Nguyễn không quý vị? Thấy không, thấy đúng không quý vị? Cuộc chơi này bây giờ Gia Nguyễn thất bại hoàn toàn, tự nhiên ê chề nó thấy nó bị lừa, hoàn toàn đúng như vậy, không sai. Bà gỉnh 3-4 ông ra quán, lúc Thiên Nga đi diễn show, 3-4 ông ra quán bún ăn tụ 5 tụ 7 ngồi á ha, tuyên bố trong cái clip đấy có luôn đi quý vị, để mình coi lại bà nói sao ha. Nhớ rồi, à nói rằng là nếu mà 2 tuần nữa ha, nếu mà 2 tuần nữa mà không có nhà là bà chịu gì cũng chịu. Đấy, to miệng nói rằng nếu 2 tuần nữa là phải có nhà mới, nói như đúng rồi đó. À, từ hôm đó tới hôm nay là bao nhiêu tuần rồi quý vị biết không? Bây giờ là last, các nghĩa là ông Áo Vàng lên Las Vegas trốn bà đi rồi. Hôm qua là một anh, có một anh YouTuber anh bên Mỹ, anh gọi điện, đấy anh gọi điện kiếm ông Áo Vàng. Áo Vàng ơi, anh ở đâu? Anh đâu rồi? Anh Áo Vàng. Gia Nguyễn thì khỏi nói luôn, Gia Nguyễn gọi liên tục, tút. Bà mẹ bây giờ trong nội bộ nó lừa lẫn nhau, thấy không? Tôi nói thật với quý vị luôn. Đấy. Thấy không quý vị? Thôi thì còn nói chung á là cả Kim Ngân cũng là người lừa Thúy Nga, lừa những cái thứ mà thực sự lừa tất cả lòng tin. Đấy. Tuy nhiên, cái bộ phim này là không phải là bộ phim tào lao, bộ phim này thực tế là cho chúng ta được những bài học đáng giá về con người, về những cách ứng xử cũng như là tình lan tỏa. Chính Thúy Nga đã mang cho chúng ta được cái sự lan tỏa, cái tình thương giúp cộng đồng. Còn cái việc Thúy Nga kiếm tiền YouTube hay không là cái chuyện đương nhiên là chúng ta không phải biết rồi.
làm thì cũng có tiền để đổ xăng cộ đây đi, làm thì cũng có tiền trả tiền điện. Ôi vậy chứ đâu phải là rảnh đâu mà mua micro không dây rồi ngồi đây nói chuyện rồi đâu, đúng không? Thì cũng phải có giải trí đó. Tôi bỏ ra tôi làm cái video clip này cũng là cho quý vị một cái giải trí, đâu khi quý vị không cần nghe vậy đó, không cần nghe tôi nói, không biết tôi nói cần nói tôi nói cái gì luôn mà lên lâu lâu lên coi thằng khùng này nó nói chuyện đấy cũng có lý. Thì thôi thì Gia Nguyễn á, là đã bị lừa nên là quý vị cũng thông cảm, và một số anh chị á, cần gì cứ hỗ trợ về mà đưa lên đài hay lên phát sóng rồi quý vị có thể gọi điện vào số Zalo ở video khác em có để ha quý vị ha. Còn video này em làm là em up cái trực tiếp lên luôn, em không có dựng lại, em quay xong bằng bằng cái máy xong là em up lên luôn, khỏi dựng âm thanh cắt các kiểu cho nó mệt hết nha quý vị nha. Còn quý vị muốn nói gì đó, chủ đề gì cứ liên hệ hoặc để lại những cái bình luận em sẽ liên lạc, hoặc là muốn em làm cái chủ đề gì đó quý vị ha. Đó không quý vị, 15 phút cuộc đời của quý vị, 15 phút cuộc đời của em là 16 phút chứ 15 phút gì nữa, nhưng mà chúng ta cũng rút ra được những cái bài học, những cái bài học như thế nào đó. Bài học gì? Tình yêu thương, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cộng đồng, chúng ta kết nối với nhau đấy. Thấy là, và chúng ta hiểu được là ở trong cái xã hội á, nó sẽ có những người này và có những người kia, và có cái sự lặt mặt và cả những cái công kích. Có những người nói chị Kim Ngân sử dụng cái này sử dụng cái kia, đâu ai tin đâu, chửi bới nữa này nọ nữa. Nhưng những người từng chửi bới đó quay lại xin lỗi và thừa nhận là sự việc đó nha quý vị nha. Còn ăn kẹo ở đâu quý vị, nên ăn kẹo quảng cáo, đài quảng cáo ha, kẹo xylitol thơm miệng nha quý vị. Rồi bye bye mọi người.